Hồi tháng 4 năm 2020, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh, phụ trách công tác chăm tưới. Tôi nhận thấy rằng gần đây một số tín hữu mới không tham gia họp đều, thường đến trễ và về sớm. Một số thì bận việc học, số khác thì bận đi làm, họ nói khi nào rảnh thì mới đi học. Một số không đến vì họ bị lừa bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và giới tôn giáo. À. Chúng tôi đã cố gắng trao đổi với họ nhưng một số không nghe điện thoại, gần như là biến mất không liên lạc được. Tôi đã nghĩ chúng tôi đã cố trao đổi với họ, mà họ không muốn tham dự thì đó đâu phải là trách nhiệm của chúng tôi. Đã đến lúc phải buông bỏ những người này. Chuyện nữa là Đức Chúa Trời muốn những người tốt nhất chứ không muốn số lượng nhiều nhất. Ngài chỉ cứu rỗi những người thực sự tin Đức Chúa Trời, những người yêu lẽ thật. Nếu họ không có đức tin thật thì chúng tôi có cố mấy cũng vô ích vì vậy tôi đã không cầu nguyện tìm kiếm cũng không tìm tới lãnh đạo để thảo luận trước mà tự mình quyết định đuổi hết những tín hiệu mới đó tôi đã nói chuyện với vài người trong số họ nhưng những người đó cũng không có ý muốn tham gia họp vì vậy tôi càng cảm thấy chắc rằng mình đã đánh giá đúng một người chị làm việc chung với tôi nhận thấy rất nhiều tín hiệu mới đã bị đuổi trong hai tháng liên tiếp nên chị mới hỏi tôi liệu làm vậy có thực sự thích đáng không có cần tìm đến lãnh đạo để cùng nhau thông công và tìm hiểu các nguyên tắc đúng đó tôi thì nghĩ trước đây khi gặp phải chuyện tương tự chúng tôi cũng đã xử lý như vậy chúng tôi cố nói chuyện với họ nhưng không thể liên lạc được với một số người số khác thì không muốn làm tín hữu tìm kiếm nguyên tắc để làm gì chứ thế là tôi bác bỏ đề xuất của chị ấy sau đó trong lòng tôi chợt cảm thấy có chút hơi bất an liệu tôi làm vậy có đúng hay là không Nhưng sau đó tôi nghĩ Làm thế không thể sai được Bởi chúng tôi đã hỗ trợ hết mình cho các tín hữu mới Nhưng họ vẫn không muốn đến họp Vì vậy đó không phải là lỗi của chúng tôi Tôi nghĩ họ không phải người thành tâm tin Đức Chúa Trời Mặc dù tôi thấy có chút bất an trong lòng Nhưng tôi không cầu nguyện hay tìm kiếm Và tháng nào tôi cũng buông xuôi và từ bỏ một số người mới sau đó lãnh đạo phát hiện tôi không tuân theo nguyên tắc trong vấn đề này nên đã chỉ trích tôi vô cùng gây gắt nói tôi không biết nguyên tắc nhưng không tìm kiếm mà chỉ mù quáng làm theo ý của mình chị ấy cũng nói thêm rằng để từng người trong số họ đến trước đức chúa trời là rất khó anh chị em ở các hội thánh khác đã cố gắng hết sức để hỗ trợ các tín hữu mới còn tôi thì chỉ thờ ơ buông xuôi và gạt phăng họ sang một bên Tôi đã hạn định họ mà không hỗ trợ, yêu thương. Làm vậy thật là vô trách nhiệm. Phải đó. Rồi chị ấy hỏi tôi, tại sao những tín hữu mới này lại không dự học? Họ có quan niệm và vấn đề gì? Và tôi đã cố thông công giải quyết chưa? Và liệu tôi có cố nghĩ ra những cách khác để giúp họ không? Ừ. Phải. Tôi không thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào của chị ấy. Nhưng việc tôi buông xuôi những người mới cứ hiện lại trong tâm trí như một bộ phim hết cảnh này qua cảnh khác. rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình đã vô trách nhiệm với những người mới, đã không thực sự giúp đỡ và hỗ trợ họ bằng tình yêu thương. họ có những quan niệm chưa được giải quyết triệt để, hay lý do cụ thể mà họ không đến các buổi họp, nhưng điều này tôi đều không tìm hiểu rõ. vì tôi thấy họ không đi học nhóm một thời gian dài nên tôi nghĩ họ đã mất hứng thú và vì thế không để tâm đến họ nữa. Tôi thấy mình đã thực sự thất bại trong trách nhiệm đối với đời sống của tín hữu mới. Còn tùy tiện loại bỏ họ làm trái với nguyên tắc. Tôi đã thực sự thiếu nhân tính. Vì vậy, tôi đã đến cầu nguyện trước Đức Chúa Trời. Xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để tôi hiểu được ý muốn của Ngài, tự phản tỉnh và hiểu rõ bản thân hơn. <laughs> Amen. Sau đó, tôi đọc được lời này của Ngài. phải thận trọng với những người mà ngươi truyền ba phúc âm. Mỗi lần ngươi giao giảng phúc âm cho ai đó thì việc này cũng giống như sinh ra một đứa trẻ sơ sinh. Sự sống của bọn họ rất mong manh. Và họ cần sự nhẫn nại của chúng ta, cần tình yêu thương tột bậc của chúng ta. Lại cần những phương pháp cách tiếp cận nhất định. Điều quan trọng nhất là chúng ta truyền đạt cho họ tất cả những lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ về sự cứu rỗi nhân loại để mang lại lợi ích cho họ và ở mức độ lớn nhất có thể cho phép những người có thể hiểu được tiếng đức chúa trời trở lại trước đức chúa trời đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người một số người có tố chất khá kém cỏi và tin đức chúa trời chưa được lâu dù họ không hiểu rõ hết các phương diện của lẽ thật nhưng họ vẫn chân thành tin đức chúa trời chỉ vì họ có tố chất kém không hiểu lẽ thật lắm khi có chuyện xảy ra thì không tìm kiếm lẽ thật mà họ thường tiêu cực cảm thấy tin đức chúa trời sao khó quá họ không đủ tốt họ luôn lo lắng rằng mình sẽ không được cứu rỗi thậm chí đôi khi họ còn quyết định buông xuôi và sẵn sàng bỏ cuộc là điều cũng y như tự loại bỏ chính mình trong lòng họ nghĩ đức chúa trời đã không khen ngợi đức tin của mình nơi ngài đức chúa trời cũng không thích mình và mình không có nhiều thời gian để đi nhóm họp gia đình mình nghèo và mình cần phải kiếm tiền, vân vân và vân vân. Tất cả những điều này trở thành lý do họ không thể đi nhóm họp. Nếu không mau tìm hiểu điều gì đang xảy ra, người sẽ nghĩ rằng họ không yêu lẽ thật, không yêu Đức Chúa Trời, không quan tâm thực hiện bổn phận, thèm muốn những thoải mái xác thịt, theo đuổi những điều trần tục và không thể buông bỏ chúng. Và vì những lý do này mà ngươi sẽ để họ đi. Trên thực tế, chính vì những khó khăn của họ mà họ trở nên tiêu cực. Nếu ngươi có thể giải quyết những vấn đề này của họ thì họ sẽ không quá tiêu cực nữa và rồi họ sẽ có thể theo Đức Chúa Trời. Khi họ yếu đuối và tiêu cực, họ cần sự hỗ trợ của mọi người. Nếu ngươi giúp họ thì họ sẽ có thể đứng vững trở lại. Nhưng nếu ngươi thờ ơ với họ, họ sẽ rất dễ bỏ cuộc. Điều này còn tùy những người làm công tác của hội thánh có tình yêu thương không và họ có mang trọng trách này không. Việc một số người không thường xuyên đến nhóm họp không có nghĩa là họ không thực sự tin Đức Chúa Trời, không phải tương đương với việc họ thiếu chân thành. Không có nghĩa là họ không muốn tin. Cũng không phải là họ ham muốn những thú vui xác thịt, không thể gác chuyện gia đình và công việc sang một bên. Họ càng không nên bị đánh giá là quá cảm tính hoặc ham mê tiền bạc. Chỉ là trong những vấn đề này, vóc dạc và nguyện vọng của mỗi người, mỗi khác. Với vài người, theo đuổi lẽ thật là rất quan trọng. Họ sẵn lòng chịu đựng và từ bỏ. Một số người có ít đức tin, và khi đối mặt với những khó khăn thực tế, họ bất lực gục ngã. Nếu không ai giúp đỡ hoặc hỗ trợ họ, thì họ sẽ buông xuôi, từ bỏ công việc. Những lúc như vậy, họ cần sự hỗ trợ chăm sóc và trợ giúp của những người khác. Trừ khi họ là người không tin, không có tình yêu đối với lẽ thật và là người xấu. Vậy thì hãy bỏ qua họ. Nếu họ là người tốt, dễ tiếp thu và có một tố chất khá tốt thì họ nên nhận được giúp đỡ và hỗ trợ. Amen. 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 Nghĩ về lời này khiến tôi thấy vô cùng hổ thẹn. Đức Chúa Trời trở nên xác thịt trong thời kỳ sau rốt, phán và công tác giữa chúng ta để cứu rỗi loài người. Ngài biết Satan đã làm ta bại hoại sâu sắc ra sao, biết chúng ta giấy loạn và chống đối. Đức Chúa Trời làm hết sức Ngài để cứu rỗi từng người một. Phải, phải đúng đó. vậy. Ngài sẽ không tùy tiện loại bỏ ai, ngay cả khi chỉ còn chút hy vọng. Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót và bao dung với con người. Tình yêu Ngài dành cho chúng ta thật lớn lao. Amen. Đúng vậy. Những tín hữu mới đó giống như trẻ sơ sinh vậy. Họ không hiểu lẽ thật và cũng chưa có được nền tảng vững chắc trên con đường thật, còn mong manh trong đời sống. Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta phải có tình yêu thương và lòng bao dung vô cùng đối với họ. Chỉ cần họ có đức tin thật và nhân tính tốt thì ngay cả khi họ yếu đuối, có quan niệm tôn giáo và quá bận rộn không tham gia nhóm họp được, ta cũng không thể tùy tiện loại bỏ họ. Rất phải. Ta không thể loại họ vì một điều nhỏ nhặt nghĩ rằng họ không phải là tín hữu chân chính chỉ vì họ không đến sự học để rồi hoàn toàn ngó lơ bọn họ chúng ta làm vậy là giết chết họ vậy phải đó nhớ lại hồi tôi mới tin đức chúa trời tôi cũng từng không thể đi nhóm họp đàng hoàng vì bận rộn việc trong nhà nhưng các anh chị em đều rất thông cảm cho tôi và thay đổi thời gian nhóm họp để phù hợp với lịch trình của tôi và kiên nhẫn thông công với tôi một cách không biết mệt mỏi sự giúp đỡ và hỗ trợ của các anh chị em cho tôi thấy tầm quan trọng của việc mưu cầu lẽ thật, cảm nhận được tình yêu và sự bao dung của Đức Chúa trời. Sau đó tôi đã có thể họp hành và đảm nhận bổn phận ừ. tại ở Đức Chúa trời. Nếu như hồi đó các anh chị em ghét bỏ tôi, nghĩ rằng tôi không yêu lẽ thật và là một kẻ chẳng tin, thì họ đã buông xuôi tôi từ lâu và tôi sẽ không được như hôm nay. Đúng. Chắc chắn là vậy tôi thấy mình đã không hề quan tâm đến ý muốn của đức chúa trời không thấu hiểu khó khăn của tín hữu mới tôi không thích họ và bất mãn nghĩ họ quá bận về những thứ khác nghĩ họ có quá nhiều quan niệm nên tôi hạn định và từ bỏ họ càng không muốn trả giá nhiều hơn để giúp họ vượt qua khó khăn tôi có nhân tính quá xấu xa và không có chút trách nhiệm nào đối với đời sống của tín hữu mới tôi cầu nguyện với đức chúa trời lạy đức chúa trời, con muốn ăn năn với ngài. Xin ngài dẫn dắt con để con sửa lỗi càng sớm càng tốt, giúp đỡ và hỗ trợ tín hữu mới bằng tình yêu thương. Ừ. Amen. Amen. Sau đó, tôi bắt đầu cùng các thành viên khác của hội thánh hỗ trợ những người mới. Chúng tôi tìm hiểu về khó khăn của họ và kiên nhẫn thông công với họ. Và vài người trong họ đã trở lại nhóm họp. Tạm ơn đức chúa trời. Có một người trong số họ quá bận việc nên khó lòng mà đi nhóm họp được. Chị ấy nói, chỉ cần trong lòng tôi tin thì Đức Chúa Trời sẽ không loại bỏ tôi. Trước kia tôi chỉ nghĩ rằng chị ấy chỉ mải mê làm việc kiếm tiền và không có đức tin thật. Nhưng sau khi tìm hiểu thêm về chị ấy, tôi mới biết chị ấy không tham gia họp vì chúng tôi xếp họp vào giờ không phù hợp với chị. À... Cho nên chúng tôi bèn điều chỉnh thời gian họp để phù hợp với chị ấy. Thông công để chị hiểu rằng vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời dùng lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Và những tín hữu chân chính cần nhóm họp và thông công về lời Ngài, theo đuổi đạt được lẽ thật, loại bỏ sự bại hoại và trải nghiệm sự thay đổi trong đời sống của họ. Đó là cách duy nhất để được Ngài cứu rỗi cũng như chấp thuận, chính xác đúng, đúng vậy. vậy. Có đức tin mà lại không tham gia nhóm họp, chỉ tin trong lòng và thừa nhận Đức Chúa Trời trong lòng hoặc coi việc tin ngài như một thú vui, thì trong mắt đức Chúa trời, kẻ như vậy là một người ngoại đạo, dù có tin cho đến cùng cũng sẽ không bao giờ được ngài chấp thuận. phải, phải. đúng thế. Qua thông công, chị ấy đã nhận ra mình đã có quan điểm sai lầm về đức tin và muốn quay trở lại để tham gia nhóm họp. Tạ ơn đức Chúa trời, điều đó có nghĩa chị ấy có thể tiếp nhận lễ thật và còn là một tín hữu chân chính. Ừ. đúng vậy, đúng đó. Tôi thấy rất có lỗi và hối hận khi thấy tất cả những tín hữu mới, từng người một đều quay lại tham gia nhóm họp. nhớ lúc trước tôi chỉ tùy tiện loại bỏ các tín hữu mới, suýt nữa thì tôi đã phá hỏng cơ hội cứu rỗi của họ, phạm phải tội ác lớn. Ừ, phải đó. một ngày nọ lãnh đạo hỏi tôi, từ khi đảm nhiệm việc chăm tưới tín hữu mới, chị đã buông bỏ tổng cộng bao nhiêu người mới vì sự vô trách nhiệm của mình? khi chị buông bỏ những người mới đó chị có tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật không? nghe vậy tôi không biết phải nói gì. rồi chị ấy gửi tôi một đoạn lời đức chúa trời. Ừ. bất kể dù ngươi làm gì, trước tiên ngươi nên hiểu lý do tại sao ngươi đang làm việc đó. ngươi làm việc này với ý định gì? ý nghĩa của việc mà ngươi đang làm là gì? bản chất của vấn đề đó là gì? và liệu những gì ngươi đang làm là điều tích cực hay tiêu cực? ngươi phải biết rõ những vấn đề này. Điều này là khá cần thiết để có thể hành động theo nguyên tắc. Nếu ngươi đang làm điều gì đó để thực hiện bổn phận, vậy thì ngươi nên suy ngẫm rằng làm thế nào tôi có thể làm tròn bổn phận của mình hầu cho tôi, không chỉ làm việc một cách chiếu lệ. Ngươi nên cầu nguyện và đến gần Đức Chúa Trời trong vấn đề này. Cầu nguyện Đức Chúa Trời để tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm cách thực hành và ý định của đức chúa trời và cách để đáp ứng đức chúa trời cầu nguyện để đạt được những hiệu quả này nó không phải nghi lễ tôn giáo đây là cách đến gần đức chúa trời trong mọi việc ngươi làm không liên quan đến nghi thức tôn giáo hoặc một hành động bề ngoài nó được làm vì mục đích thực hành lẽ thật sau khi tìm ý muốn của đức chúa trời nếu ngươi nói tạ ơn đức chúa trời khi chưa làm điều gì và ngươi có thể có vẻ rất thuộc linh và sâu sắc. Nhưng nếu đến lúc hành động, ngươi vẫn làm theo ý mình, mà không hề tìm kiếm lẽ thật. Thì câu tạ ơn Đức Chúa Trời này chẳng khác gì một câu thần chú thuộc linh giả. Khi đang làm bổn phận hay việc gì đó, phải luôn nghĩ, tôi nên thực hiện bổn phận này như thế nào? Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Đó là để ngươi đến gần Ngài, qua những gì ngươi làm tìm kiếm nguyên tắc và lẽ thật cho hành động của ngươi. Tìm ý Ngài trong lòng mình và dù làm gì cũng không lạc khỏi lời Ngài hay nguyên tắc của lẽ thật. Vậy mới là thực sự tin vào Đức Chúa Trời. Nếu như bất kể người ta làm gì, họ đều làm theo những ý tưởng của riêng mình và xem xét mọi thứ một cách rất đơn giản. Họ chỉ lo làm theo ý muốn của họ và cũng không chịu tìm kiếm lẽ thật. Nếu hoàn toàn không có nguyên tắc gì và trong lòng họ không nghĩ đến việc làm thế nào để có thể hành động theo đức chúa trời yêu cầu hay cách thỏa lòng đức chúa trời và chỉ bướng bỉnh làm theo ý mình vậy thì đức chúa trời không hề có chỗ đứng nào trong lòng của họ cả một số người nói tôi chỉ cầu nguyện với đức chúa trời khi tôi gặp khó khăn nhưng vẫn cảm thấy như không có tác dụng gì nên nói chung bây giờ khi mọi việc xảy ra với tôi tôi không cầu nguyện đức chúa trời vì chẳng có ích gì đức chúa trời hoàn toàn vắng bóng trong lòng những người này hầu hết thời gian họ không tìm kiếm lẽ thật bất kể họ đang làm gì họ chỉ theo ý tưởng của riêng họ làm theo ý họ vậy có nguyên tắc nào trong hành động của những người này không chắc chắn là không có rồi họ nhìn mọi sự một cách đơn giản và làm theo ý họ cả khi được người khác thông công nguyên tắc của lẽ thật họ cũng không thể tiếp thu bởi vì hành động của họ chưa hề có nguyên tắc và trong lòng họ không hề có chỗ cho đức chúa trời chỉ có bản thân họ họ cảm thấy những ý định của họ là tốt rằng họ không phạm điều ác không thể bị coi là vi phạm lẽ thật họ nghĩ rằng làm theo ý mình cũng là thực hành lẽ thật làm theo ý mình là vâng phục đức chúa trời thực ra họ không thực sự tìm kiếm hay cầu nguyện với đức chúa trời về vấn đề này họ chưa cố gắng hết sức làm theo những gì Đức Chúa Trời yêu cầu để đáp ứng Đức Chúa Trời. Họ không hề có trạng thái thực sự này, họ không có mong muốn này. Đây là sai lầm lớn nhất trong thực hành của mọi người. Nếu tin Đức Chúa Trời nhưng không có ngài trong lòng thì chẳng phải người đang lừa dối ngài. Đức tin như vậy thì có tác dụng gì, người đạt được gì? Đức tin như vậy và Đức Chúa Trời thì có ích gì? Amen. À, à, amen. amen. lời của ngài phơi bày chính xác tình trạng và hành vi của tôi. Khi từ bỏ tín hữu mới, tôi đã không cầu nguyện hay tìm kiếm lẽ thật, thậm chí không thảo luận với lãnh đạo, mù quáng hành động theo kinh nghiệm. Tôi nghĩ trước đây mình chăm tưới cho người mới, khi có ai bỏ nhóm họp trong nhiều tháng thì tôi cứ để mặc cho họ đi luôn. Nên nếu lần này những tín hữu mới không quay lại, chẳng phải tôi cũng nên làm tương tự sao? Tôi đã nghĩ rằng, tôi nhìn ra ai không phải là người tìm kiếm lẽ thật và tôi cũng nhìn thấy rõ ai là kẻ chẳng tin nên tôi tùy tiện hạn định loại bỏ họ tôi đã không cầu nguyện hay tìm kiếm ngay cả khi thấy bất an các anh chị em có góp ý gì thì tôi cũng không cân nhắc mà chỉ làm theo ý mình tôi coi quan niệm và trí tưởng tượng của bản thân mình như nguyên tắc của lẽ thật nghĩ rằng mình không thể nào mắc sai lầm được tôi xem nhẹ người khác trong lòng không có đức chúa trời tôi thực sự đã quá ngoan cố Đúng vậy. Khi làm việc một cách ngoan cố, ta sẽ ngừng tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật, đúng, đúng vậy. vậy, phải đó. Tôi đã phán xét các tín hiệu mới có đức tin chân chính hay không bằng việc họ có đến nhóm họp không. Nghĩ rằng nếu họ không đến một thời gian và không quay lại thì chúng tôi có thể loại họ. Thực ra, dù cho họ không đến nhóm họp, tôi cũng phải phân biệt được ai là tín hữu chân chính và nhìn ra đâu là kẻ chẳng tin, phải, phải đó. đó. Đúng. Trong số những người tôi đã từng buông xuôi, có vài người vì gia đình hy vọng họ tin vào Đức Chúa Trời Nên họ cũng miễn cưỡng tin theo Nhưng thực ra lòng họ hoàn toàn không muốn tin Đức Chúa Trời Họ không thích đọc lời Đức Chúa Trời hay đi họp Một số người bọn họ theo đuổi danh vọng, tiền tài và xu hướng xấu xa Họ không quan tâm đến việc đi theo Đức Chúa Trời Họ căm ghét và luôn chống lại bất cứ kiểu thông công nào về lời Đức Chúa Trời Bản tính những người này rất căm ghét lẽ thật Nên họ bẩm sinh là kẻ chẳng tin khi những người này không tham gia nhóm họp thì ta hoàn toàn có thể loại bỏ họ Ừ, đúng đó Một số người mới có nhân tính tốt và chân thành tin Đức Chúa Trời Nhưng không hiểu lẽ thật hoặc ý nghĩa của các buổi họp Vì họ chỉ mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời Họ nghĩ rằng chỉ cần trong lòng tin vào Đức Chúa Trời Còn các cuộc nhóm họp thì không quan trọng Nên họ không bận tâm về việc đi họp Khi nào tiện thì đi họp, còn không tiện thì thôi còn có một số người gặp khó khăn thực tế chẳng hạn như xung đột giữa công việc và thời gian hội họp, vì vậy mà họ không muốn đến sự học. Ừ. Điều chúng ta cần làm là thông công và giúp đỡ họ bằng tình yêu thương để mà giải quyết những khó khăn của họ. Dùng lời Đức Chúa Trời để hóa giải quan niệm của họ và để họ hiểu ý muốn cứu rỗi con người của Ngài. Đồng thời điều chỉnh lại thời gian hội họp sao cho phù hợp với lịch trình của họ. Ừ. Ừ. Đúng đó tôi đã không xác định được tình hình thực tế của họ, cũng không thực hiện bổn phận có nguyên tắc, tôi đã không hiểu được lẽ thật mà cố chấp mù quáng làm mọi thứ theo ý mình, loại bỏ một cách cầu thả, hết linh hồn này đến linh hồn khác, tôi đang hành ác làm gián đoạn công tác quản lý của đức chúa trời. Ừ. phải, có vẻ như không ai trong số họ muốn tham gia nhóm họp, nhưng không phải trường hợp nào cũng giống nhau, nếu không hiểu tình hình của họ thì rất dễ hạn định họ. Đúng, đúng phải đó đức chúa trời đã trả một cái giá không tưởng cho mỗi một tín hữu mới những người chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của ngài các anh chị em cũng đều đã nhiều lần kiên nhẫn và yêu thương chia sẻ phúc âm với họ còn tôi thậm chí không tìm kiếm lẽ thật mà đã hạn định họ không phải là người đức chúa trời cứu rỗi tôi thực sự là người quá đỗi kiêu ngạo việc họ không đến tham dự nhóm họp không phải là vấn đề của họ mà là do tôi không biết họ đang gặp phải vấn đề gì. Và tôi đã không giúp đỡ, hỗ trợ họ như lẽ ra phải làm. Tôi còn dùng câu nói Đức Chúa Trời, muốn những người tốt nhất chứ không muốn số lượng nhiều nhất, như một cái cớ để buông xuôi người mới. Nhưng thực sự, câu đó có nghĩa là, vương quốc của Đức Chúa Trời cần những người thực sự tin vào Ngài và yêu mến lẽ thật. Và Ngài sẽ không cứu những kẻ chẳng tin, hành ác và địch lại đấng Chris. Đúng, đúng vậy. vậy nhưng tôi đã đánh giá các tín hữu bỏ họp là những người đức chúa trời sẽ không cứu rỗi chẳng phải đã hiểu sai lời đức chúa trời sao tôi đã không thông công thiết thực hay giúp giải quyết vấn đề cho những người mới hay là trả giá và làm những điều nên làm tôi cũng không hiểu liệu họ có thực sự quan tâm đến lẽ thật hay là không liệu họ có thực sự là kẻ chẳng tin không mà chỉ mù quáng đơn phương loại bỏ họ nếu lãnh đạo không tỉa sửa và xử lý tôi hẳn tôi đã không nhận ra mình đang hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của họ à. đúng đó tôi thấy những hành vi đó của mình thật sự là vô cùng ghê tởm tôi chẳng những không biết các nguyên tắc cũng không tìm kiếm mà còn hành động theo tâm tính satan của mình đó đều là những vi phạm tôi biết nếu mình không ăn năn thay đổi đức chúa trời sẽ khinh ghét tôi phải à. đó khi làm theo ý của bản thân thay vì tìm kiếm các nguyên tắc ta không thể nào biết khi nào mình có thể chống lại đức chúa trời những hậu quả đó thật kinh khủng. phải đó. vậy. Là một lãnh đạo hội thánh ý muốn của ngài là để tôi chăm tưới và cung dưỡng cho những anh chị em tín hữu mới có đức tin, giúp hóa giải các quan niệm và vấn đề của họ, để họ có thể học hỏi về công tác của đức chúa trời và bén rễ con đường thật nhanh hơn. Ừ. Ừ. vậy mà tôi chỉ biết làm theo ý của mình. tôi không chỉ đi con đường riêng của mình mà còn là thằng mù lòa, dẫn đường cho kẻ đuôi khiến người khác lạc lối. Vì vậy các anh chị em cũng tùy tiện loại bỏ các tân tín hữu, hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của họ. Tôi thực sự đã hành ác. Tôi đã cảm thấy rất sợ hãi khi nhìn thấy hậu quả nghiêm trọng của việc làm theo ý của mình. Tôi cũng căm ghét bản thân. Tại sao khi đó tôi không cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật? tại sao tôi không tìm đến lãnh đạo của mình để bàn bạc? Thực sự thì điều gì đã khiến tôi hành động một cách táo tợn tới như vậy? Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời rồi đọc được một đoạn lời của Ngài. Hay để tôi đọc cho. Được. Chỉ theo đuổi lẽ thật mới đạt được thay đổi trong tâm tính đoạn thứ hai. Được. Nếu như sâu tận tâm can của ngươi, ngươi thực sự có hiểu biết về lẽ thật, thì ngươi sẽ biết cách thực hành lễ thật và vâng phục Đức Chúa Trời, tự nhiên có thể đi con đường theo đuổi lễ thật. Nếu con đường ngươi đi là đúng đắn và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì công tác của Đức Thánh Linh sẽ không rời khỏi ngươi, ngươi sẽ ít nguy cơ phản bội Đức Chúa Trời hơn. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác và ngươi sẽ làm dù không muốn. Chẳng hạn, nếu ngươi có tâm tính kiêu ngạo, tự phụ, thì chẳng ích gì khi bảo ngươi đừng đối nghịch Đức Chúa Trời, ngươi không thể cưỡng lại. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Ngươi sẽ không chủ tâm làm vậy, ngươi sẽ làm vì bị bản tính kiêu ngạo tự phụ chi phối. Sự kiêu ngạo và tự phụ sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời, xem Ngài là tầm thường. Sự kiêu ngạo và tự phụ sẽ khiến ngươi đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang, ngạo nghễ, khoác lác về bản thân sự kiêu ngạo và tự phụ khiến ngươi coi khinh người khác trong lòng ngươi chỉ có bản thân và nghĩ rằng mình cao siêu hơn mọi người khác lẫn đức chúa trời cuối cùng khiến ngươi ngồi vào chỗ của ngài và đòi mọi người quy phục ngươi sùng bái những suy nghĩ những ý tưởng cũng như sùng bái những quan niệm của chính ngươi xem những thứ đó như là lẽ thật hãy xem có bao nhiêu tội ác được làm bởi những người bị bản tính kiêu ngạo tự phụ chi phối amen, amen. amen. Tôi đã đọc đoạn lời này nhiều lần Nhưng sau trải nghiệm lần này tôi mới thâm thiế ý nghĩa của nó Tôi đảm nhiệm chức lãnh đạo hội thánh chưa được bao lâu Bản thân vốn chưa hề có thực tế của lẽ thật Trong lúc thực hiện bổn phận Có rất nhiều nguyên tắc của lẽ thật mà tôi không hiểu Nhưng lại tự đề cao mình như thể bản thân đã hiểu rõ mọi thứ Về vấn đề của các tân tín hữu Tôi chỉ nhìn cách họ hành động chứ không chịu nhìn kỹ vào bản chất của họ. Tôi cũng nghĩ mình giỏi, nên đã không cầu nguyện, tìm kiếm hay nói chuyện với lãnh đạo, thậm chí không nghe lời cộng sự khuyên. Tôi thật sự quá ngạo mạn. Lãnh đạo đã nghiêm túc chỉ trích rằng tôi không hiểu nguyên tắc, thậm chí không tìm kiếm các lẽ thật. Và chị ấy nói hoàn toàn đúng. Ừ, đúng vậy. Thực ra, có nhiều nguyên tắc liên quan đến cách đối xử với các tân tín hữu chẳng hạn nguyên tắc giúp đỡ mọi người bằng tình yêu nguyên tắc đối xử công bằng với mọi người còn có những lẽ thật về việc hóa giải các quan niệm của họ và nhiều nữa nếu tôi có chút lòng tôn kính đối với đức chúa trời và không quá tự tin về mình mà thực sự nghiêm túc cân nhắc và tìm kiếm những nguyên tắc này thì tôi đã không cứng đầu cứng cổ và khiến cho công tác gián đoạn như vậy phải đúng vậy tôi nhận ra việc sống theo tâm tính ngạo mạn của mình chỉ khiến tôi hành ác và chống đối lại Đức Chúa trời. Tôi càng căm ghét bản thân và cảm thấy mình thật đáng bị Đức Chúa trời nguyền rủa. Tôi cũng đã thề rằng mình phải tìm kiếm lẽ thật để mà giải quyết tâm tính ngạo mạn của bản thân. Amen. Amen. Sau đó tôi đọc được vài đoạn lời Đức Chúa trời. Chúng ta cùng xem một đoạn video nha. Được, được. đó. Đức Chúa Trời toàn năng phán: Trong công tác của họ, các vị lãnh đạo và người làm việc hội thánh phải chú ý đến hai điều. Một là thực hiện công việc của họ chính xác theo các nguyên tắc được quy định bởi sự phân công công việc, không bao giờ vi phạm các nguyên tắc đó và không làm việc dựa trên bất kỳ điều gì họ có thể tưởng tượng hoặc theo bất kỳ ý tưởng nào của riêng mình. Trong mọi việc họ làm, họ nên thể hiện sự quan tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời và luôn đặt lợi ích của nó lên hàng đầu. Một điều khác và điều này quan trọng nhất là trong mọi việc, họ phải tập trung vào việc tuân theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và làm mọi việc theo đúng những lời của Đức Chúa Trời. Nếu người vẫn có thể chống lại sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, hoặc nếu người ngoan cố làm theo ý tưởng của riêng người và làm mọi việc theo trí tưởng tượng riêng của ngươi thì hành động của ngươi sẽ tạo nên một sự kháng cự nghiêm trọng nhất đối với Đức Chúa Trời. Ngươi nên phản tỉnh về bản thân và cố gắng tự biết mình như thế nào. Khi ngươi đã làm điều gì đó vi phạm các nguyên tắc của lẽ thật và làm mất lòng Đức Chúa Trời. Khi ngươi chuẩn bị làm điều đó, ngươi có cầu nguyện với Ngài không? người đã bao giờ suy ngẫm Đức Chúa Trời sẽ nhìn vấn đề này như thế nào nếu nó được đưa đến trước Ngài Ngài sẽ vui hay khó chịu nếu Ngài biết về nó Ngài sẽ khinh ghét nó không Người đã không tìm kiếm điều đó phải không Ngay cả khi người khác nhắc nhở ngươi Người vẫn sẽ nghĩ rằng vấn đề không có gì to tát Và rằng nó không đi ngược lại bất kỳ nguyên tắc nào và không phải là tội. Kết quả là người đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và kích động cơn giận dữ dội của Ngài, thậm chí đến mức Ngài khinh miệt ngươi. Đây là sự phản nghịch của con người. Vì vậy, ngươi nên tìm kiếm lẽ thật trong mọi việc. Đây là những gì ngươi phải tuân theo. Nếu ngươi đã tìm kiếm và xem xét, và nhìn nhận vấn đề rõ ràng trước khi hành động thì chẳng phải ngươi sẽ xử lý được nó sao mặc dù có thể có những khi tình trạng của con người không tốt hoặc tiêu cực nếu họ đưa mọi việc họ đang lên kế hoạch thực hiện đến trước đức chúa trời một cách trang trọng trong lời cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật trên cơ sở lời đức chúa trời họ sẽ không mắc phải những sai lầm lớn khi thực hành lẽ thật con người khó tránh phạm phải những sai lầm nhưng nếu ngươi biết cách làm việc phù hợp với lẽ thật khi làm mà ngươi lại không thực hiện chúng phù hợp với lẽ thật thì vấn đề là ngươi không có tình yêu với lẽ thật tâm tính của một người không có tình yêu với lẽ thật sẽ không thay đổi nếu ngươi không thể nắm bắt chính xác ý muốn của đức chúa trời và không biết cách thực hành thì ngươi nên thông công với người khác và tìm kiếm lẽ thật và nếu những người khác cũng đang gặp khó khăn thì các ngươi nên cùng nhau cầu nguyện và tìm kiếm từ đức chúa trời chờ đợi thời điểm của đức chúa trời chờ đợi ngài mở ra một lối thoát ngươi rất có thể tìm ra một giải pháp mang lại cho ngươi một lối thoát tốt và điều này rất có thể được nảy sinh từ sự khai sáng của đức thánh linh nếu ngươi rốt cuộc phát hiện ra rằng khi thực hiện theo cách này ngươi đã phạm một sai lầm nhỏ thì ngươi nên nhanh chóng điều chỉnh và rồi đức chúa trời sẽ không tính sai lầm này là tội bởi ngươi đã có những ý định đúng đắn khi đưa vấn đề này vào thực hành và ngươi đang thực hành phù hợp với lẽ thật và đơn thuần không biết rõ các nguyên tắc và những hành động của ngươi đưa đến một số sai phạm thì đây là một tình huống được giảm nhẹ tội tuy nhiên ngày nay nhiều người chỉ đơn thuần dựa vào chính đôi tay họ để làm việc và tâm trí họ để làm điều này điều nọ và họ hiếm khi có bất kỳ sự cân nhắc nào đến những câu hỏi này thực hành theo cách này có tuân theo ý muốn của đức chúa trời không liệu đức chúa trời có vui không nếu tôi làm theo cách này liệu đức chúa trời có tin tưởng tôi không nếu tôi làm theo cách này liệu tôi có đưa lẽ thật vào thực hành không nếu tôi làm theo cách này nếu đức chúa trời nghe về vấn đề này liệu ngài có thể nói ngươi đã làm điều này đúng và hợp lý cứ tiếp tục nhé không ngươi có thể cẩn thận suy xét tất cả mọi điều ngươi làm không ngươi có khả năng sử dụng lời đức chúa trời và những yêu cầu của đức chúa trời làm cơ sở để phản tỉnh về mọi việc ngươi làm suy ngẫm xem liệu hành động như vậy được đức chúa trời yêu thương hay bị đức chúa trời khinh miệt và những người được đức chúa trời chọn sẽ nghĩ gì khi ngươi làm điều này họ sẽ đánh giá như thế nào khi ngươi dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về những điều đó hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi này và tìm kiếm những sai lầm của ngươi sẽ trở nên ngày càng nhỏ hơn. Làm mọi thứ theo cách này sẽ chứng tỏ rằng ngươi là một người thật sự tìm kiếm lẽ thật và rằng ngươi là người tôn kính Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi đang làm mọi thứ phù hợp với phương hướng mà Đức Chúa Trời yêu cầu và phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật. Amen lời phán của đức chúa trời rất rõ ràng ừ, phải đúng đó là như vậy đúng vậy lời đức chúa trời cho tôi con đường thực hành các lãnh đạo và người làm công cần tuân thủ nghiêm ngặt sự sắp xếp công việc và nguyên tắc của lẽ thật và luôn phải bảo đảm rằng mình làm theo sự hướng dẫn của đức thánh linh ừ. Ừ. chúng ta cũng cần cầu nguyện và tìm kiếm trong bổn phận giữ lòng tôn kính đối với đức chúa trời không được làm theo những ý tưởng quan niệm hoặc kinh nghiệm cũ của bản thân mình không được tùy tiện làm theo ý mình phải, phải đó chúng ta không thể mù quáng tin vào bản thân mà phải tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật ừ. Ừ. khi không hiểu điều gì hay chưa tỏ vấn đề nào chúng ta nên tìm kiếm và thông công với người khác để hiểu thật rõ các nguyên tắc trước khi hành động đó mới thực sự là ý muốn của đức chúa trời phải Đúng đó vậy. À, amen kinh nghiệm này thực sự đã dạy cho tôi bài học khắc cốt ghi tâm nếu đức chúa trời không sắp đặt mọi thứ cũng như khiến cho lãnh đạo chỉ trích tôi thì tôi sẽ không hiểu được hậu quả nghiêm trọng từ những hành động của bản thân mình. Tôi tự nhủ rằng sau này trở đi, tôi phải tìm kiếm lẽ thật và làm bổn phận dựa trên nguyên tắc. Ừ, đúng vậy. Amen. Sau đó lại có một vài thành viên mới không đến nhóm họp. Nhưng tôi không dám phỏng đoán như lần trước nữa và càng không loại bỏ họ một cách tùy tiện. Một trong số họ đã được chúng tôi liên hệ để đề nghị hỗ trợ nhiều lần và thảo luận về tình hình của anh ấy với lãnh đạo. Chúng tôi tin chắc anh ta là kẻ chẳng tin và loại anh ta. Ừ. Có một chị khác tin Đức Chúa Trời chưa đầy hai năm, thích đọc lời của Đức Chúa Trời và cố gắng hết sức trong bổn phận của mình. Và khi đọc lời Đức Chúa Trời phán xét và vạch trần sự bại hoại của con người, chị đã tự so sánh với mình và cảm thấy bản thân mình thực sự bại hoại vô cùng, chỉ muốn buông xuôi Đức tin. Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau thông công về lời Đức Chúa Trời với chị để chị ấy thấy sự cứu rỗi của ngài là dành cho những người bị satan làm cho bại hoại rằng đức chúa trời hiểu rõ những khó khăn và yếu đuối của chúng ta giống như một người mẹ hiền vậy chỉ cần ta không từ bỏ việc theo đuổi lẽ thật thì đức chúa trời nhất định không từ bỏ chúng ta bởi vì đức chúa trời cứu con người càng nhiều càng tốt <laughs> khi nghe vậy mặt chị ấy đầm đìa nước mắt cảm nhận được tình yêu của ngài chúng tôi giúp chị vài lần nữa và giờ chị ấy đã tham dự hội họp bình thường trở lại à, Tạ ơn Đức Chúa Trời, ở Đức Chúa thật Chúa tốt quá Trải nghiệm lần này cho tôi thấy ý định tha thiết Và tình yêu thương tột cùng của Đức Chúa Trời Để cứu rỗi nhân loại bại hoại Và nhờ sự phán xét cũng như hình phạt của lời Đức Chúa Trời Tôi đã hiểu ra một số điều về tâm tính ngạo mạn của mình Thấy được sự nguy hiểm và hậu quả khi làm bổn phận theo ý mình Cuối cùng tôi đã đạt được chút tôn kính với Ngài, tạ ơn Đức Chúa trời. Giờ tôi có thể làm bổn phận phù hợp với nguyên tắc đều là nhờ sự dẫn dắt của Ngài. Tạ ơn Đức Chúa trời. Tạ ơn, tạ Đức, tạ Đức, Chúa ơn Chúa trời. Đức Chúa trời.